Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, đây là cái kỳ này quý vị qua coi như là đã tạm ở ổn cái vàng. Cái vàng này là để sau mùa hè thu hoạch xong rồi tới mùa đông thì chúng ta dừng lại được một cái dách, được một cái phòng rất là rộng để cho quý Phật tử các nơi có điều kiện để trở về để nghỉ ngơi. Kính thưa quý vị, thì như tôi đã dự kiến là không có làm chùa nên vì Phật tử các nơi cũng thương thì thành ra cho nên bây giờ cũng phải cần cái có một cái chỗ ăn chỗ nghỉ cho nó đàng hoàng. Thì nhờ những cái duyên các Phật tử công quả cũng như các Phật tử ủng hộ mà từ khi cái Thảo Am này được mọc lên tới bây giờ thì mọi việc nó mỗi khang trang, ngày nó một khang trang hơn. Bây giờ mời quý vị đi qua chỗ Bồ Tát Quan Âm nè. Mấy huynh đệ thiết kế cho tôi để có những lúc ngồi đây giảng hay là những buổi chiều ngồi mây nhìn trời. Tại trưa hôm nay Phật tử lại trở về trú xứ hết rồi. Dù chúng tôi còn bị cảm rất nặng nhưng mà muốn quay lại thước phim để kỷ niệm chứ mới quay tôi được. Đây là ngồi, đây là cầu gì ra có gì thấy hoa hồng không? Cái hồ sen nó lẹ ghê đồ, quý quan thấy không, mới có qua 2 ngày mà đầu nó bén ra rồi đó. Năm tới là nó nhảy đầy hết à, rất là lẹ. Mấy cái hồ sen cái quý vị coi, sen này sen hường có, sen trắng có, rất là đẹp thưa quý vị. Năm rồi trổ rất đẹp nhưng mà nó chặt cho nên buộc lòng năm nay phải nới cái hồ sen ra. Nơi Bồ Tát Quan Thế Âm thì như vậy thôi, mình có cái tấm lòng, bởi vì Bồ Tát biểu trưng cho cái đức tánh đại bi. Tất cả người Phật giáo Bắc Tông thì đều có cái lòng tin nơi Đức Bồ Tát Quan Âm, thể hiện cái tâm đại từ bi. Nhất là những vị đã từng đi biển, đã từng lên non, thì các vị rất tin ở nơi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nên đó là biểu trưng của cái đức tánh từ bi, đại bi của tinh thần Phật giáo phát triển. Thế bây giờ cái cỏ mới bắt đầu ấm lên là cỏ rau nó cùng đồng thời nó lên. Mà tôi hy vọng là 1-2 ngày nữa tôi hết bệnh nữa tôi nhổ cỏ. Năm rồi á, đầu hữu biết á, tôi xin chỉ có 3 cái cây bồng tơ thôi, giờ tôi trồng ngay đó đó. Và năm nay á, lấy cái hộp đó mà nó lên được nhiêu đây nè, thấy không? Cái gì cũng gieo cái nhân từ từ hưởng. Nên dự tính hôm nay là 200 cái ớt á, tôi giờ hơn 150 rồi chứ đang gieo chập thứ hai. Nếu bây giờ với cái ớt này nè, nếu chịu khó ngồi bứng nó ra, bớt ra cũng được nữa. Nó mau lên thấy chưa, xuống đất nó rất là mau lên. Nhưng mà tại không có thời gian ngồi bứng nó chứ không bứng ra trồng tiết nó ra, gọi là tiết nó ra. Ngày năm nay cái tất cả chứ tôi nguyện là
các Phật tử lo cho tôi rồi, thành ra tất cả những cái công sức của tôi làm năm nay là tôi nguyện cuối năm là giúp cho các vị lớn tuổi cao niên có món quà ăn Tết hết á. Đó. Cái chỗ cộng đó đó nữa thì khoan hai cái lỗ, khoan hai cái lỗ cái hai cái sợi dây thần, một cái gỗ thôi, liễu triệt minh đường chơi nhỏ thôi à. Còn làm ở cái chỗ này, quên nữa, một hồi ông gắn lại giùm tôi cái miếng đó nó rớt, tôi để đó đó, gắn lại nó rớt. Chỗ này mình làm theo kiểu người Nhật bổn thôi, không có làm rườm rà theo kiểu người Tàu, theo kiểu người Nhật. Thì chắc phải làm hai cánh hả, hai cánh cửa coi nó mới được phải không, hay là một cánh. Mỗi một khuôn là một cái cửa sổ ha, năm khuôn là năm cửa sổ, đằng sau thì một cánh cửa nhỏ, ở đây một cánh cửa, ở đây chắc hai cánh không mới được không. Nhưng mà nếu hai cánh ở đây thì nó một cánh coi được không, cái chỗ tránh là một cánh coi được không, hay là một cánh luôn. Tùy mình dạy hai cánh thì nó rộng rãi. Nè quý vị ra sao coi ông Phật tử ông làm với tôi với cái vàng nè. Nên nè thấy không, ông nói nó lên, nó lên bắt đầu nó từ từ nó bò nè. Nó hãy nó lên nè. Đó thấy không nè. Lên dù dù rồi nè. Cái chuối. Chuối là cái năm nay quyết định buồn kịp không? Nè. Nhưng mà chắc ở trong này nó mát nên nó mới dày quá. Bây giờ để cho cái đây cái nó bò ra đây. Cái trái nó lủng lủng lẳng. Cái dây bầu này cái trái nó cả thước lần nó xuống tới đây nè. Nhưng mà này trồng nó chưa kịp trước sức nó chưa tốt mấy. Nó mới tốt. Nè qua bò này bắt nó bò. Yêu cầu như vậy là ngày mai là nó bò lên nè. Mấy cái thùng này để tôi trồng cà pháo. Nó rau đắng là bắt đầu nó lên đầy rồi đó, chuẩn bị nó đầy, nó hạ nắng là nó lên dữ lắm. Nên là mấy cái ớt này mà nếu như mà mình kia nó mình ngồi mình tách nó ra cũng được á Quý Hoa. Thấy chưa? Có kệ năm nay mùa vụ nó hơi cạch giật thì thôi kệ, nó vậy cũng quý rồi. Rồi cảm ơn ông qua làm vậy thôi tôi cũng mừng đó, quý vị thấy chưa. Đó, giờ nay cái đậu này ông về rồi à, xong rồi đó coi như bao nhiêu cái vàng, vàng chanh dây nè, vàng mồng tơi nè, vàng bầu, vàng mướp, vàng bí đao, đủ hết trơn thấy chưa, quá trời luôn. Cái gì thấy đẹp không này, năm nay tôi trồng khổ qua hết cái vàng này nè. Năm rồi là các vị nhớ là bầu bí không thấy không, này tôi làm nước tương. Nước tương tôi ăn. Năm nay là trồng khổ qua, bên đây là trồng cái vàng bầu, bầu cho nó bò. Còn cái vàng trước thì mướp với bí đao nó cài đó, bầu ơi thương lấy bí cùng. Thôi nhỏ lớn thằng am mình chút vậy thôi. Rồi thôi uống nước rồi đi, chuẩn bị sắp đồ, chuẩn bị đồ. Hình như tôi sấy rồi đó, nó khô rồi đó. Đó quý vị thấy không, nhà rau nè này vậy đó, mỗi năm thì từ từ vậy đó. À, thôi thảo âm nghèo của mình như vậy là quý rồi, so lại hơn Đức Phật ngày xưa. Phật ngày xưa ở trong rừng, bởi vì cái phương tiện ngày nay không được làm, không được như Phật, thì ít nhất mình cũng phải sống gói gọn vậy đó thưa quý vị. Tôi hôm nay còn cảm hơi nặng à, cố gắng lắm mà bữa nay thì nó còn hơi nặng nề chút xíu đó.
Như vậy chứ còn tiền tiền vật liệu không mà sơ sơ cũng gần 2.000 đô đó, nhưng mà công là các Phật tử làm công quả đó, chứ các vị nghĩ nếu mà công nữa là mấy gần như gấp gấp 2 lần nữa đi đó. Mai là các Phật tử ở các nơi, nhất là Đạo Hữu Nguyên Quang, ngày hôm qua đây là 8 ngày đó, tính cho ngày nghỉ cho 250 đô một ngày thôi, tính sòn sòn thôi. 8 ngày 2 vợ chồng Phật tử bên Đất Tinh Tà, Đạo Hữu New York nữa, quý vị thấy không? Sơ là tiền công là tính là 4-5 ngàn tiền công á, chứ tôi rất là cảm ơn quý vị đã vì cái tình đạo đó, các camera. Chú còn phải cài các camera nữa chú Quang ơi. Nè thôi quý vị thấy sơ sơ cái tham am của tôi chút vậy hen, giờ chú còn sắp xếp một số công việc cho tôi nữa đi. Xê xê sao con cởi quần áo ra trên vậy xê xê hả? Trời ơi, trời nóng mới nó cởi ra trơn à ông nội ơi. Chưa còn đeo cái màn này nữa. Mà phải chứ không cài mấy cái camera đó. Nhiều vị hỏi tại sao sư tử treo ngay với Phật, quý vị tôi trả lời rồi, nhưng mà tôi xin nói lại là tại vì sư tử là biểu trưng cho cái tiếng chánh pháp của Đức Phật nghe quý vị, chứ vì đừng có cái nhìn là sư tử là sao thú mà treo ngay với Phật, không phải. Sư tử tử là biểu trưng cho tiếng chánh pháp của Đức Phật đó. Tổ ca diếp. Rồi, hy vọng là sang năm, mùa hè sang năm hết dịch bệnh, tất cả Phật tử các tiểu bang, ai muốn về thăm tôi cứ việc liên hệ, liên lạc về 3 4 người ở chơi 1 tuần 2 tuần cũng được. Chỗ ăn, chỗ nghỉ đầy đủ. Ăn, nghỉ, ở, rồi nó xin lỗi, chỗ tiêu tiểu luôn, đầy đủ tiện nghi hết rồi đó. Chỉ còn chờ mùa hè năm nay hết mùa này cái là tôi dừng thêm riêng được một cái phòng nữa đó thưa quý vị nha. Đó, các vị nào cứ về đầy đủ tiện nghi hết cho đại chúng, dầu không đông đầy nhưng mà cũng có thể ổn định hết mọi mặt. Thôi xin chào hết quý vị nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.